Mình nhà. Tiếp tục với hai bác khách dưới Trường Sơn qua Khang Minh xem đồ Mỹ và bác đang giải trí trên cặp loa BZX625. Ngày còn em bên tôi, đời nào xuân vẫn bạn âu cười. Ngày còn em bên tôi, trong niềm vui nhớ thương gần rồi. Ngày còn em bên tôi, ngày thần tiên yêu dấu bên tôi. Tin em lời em đôi chút, có gì đẹp hơn em.
phải cho em xin tên rồi. Khang Minh đón hai bác ở dưới Từ Sơn xuống xuống bên Khang Minh. Yên Phong nhà Khang Minh giáp về bên Từ Sơn. Hai bác sang đây xem đồ Mỹ. Đang giải trí nghêu ngao hát thử trên cặp loa BGX 625. Dòng loa Active có công suất cờ đào bên trong. Đây là bài gì nhỉ? Đêm nay trên phố mưa tơi mời, lòng nghe bao nhớ nhung đầy vơi. Làm sao cho em vui, còn ai cho em vui bằng môi, trên đôi môi ôi tuyệt vời. Đêm của Khang Minh một like nhá. Rồi xin cảm ơn toàn thể các bác, toàn thể quý anh em. Khang Minh xin tạm dừng video tại đây để tiếp đón hai bác và tiếp tục công việc trong ngày hôm nay.